xin chào quý vị khán giả đã à, của vị tv à, và vị chú new hôm nay ngày 26 tháng 6 và vị chú trở lại với bản tin của vụ kiện à, vương phạm và phiêu đồng à, với cái à, tên là đồng sĩ phụng và chúng ta sẽ cùng cập nhật với tin mới nhất đó là cái bản tiền thể của phiêu đồng à, đây bản tiền thể của phiêu đồng tại à, thành phố Vancouver, tiểu bang British Columbia. Chúng ta biết là phiêu đồng à, đã mạ lụy vu khống à, gọi là loại thủ lĩnh của bọn anti à, vinfast và tung tin tung, tung những bản tin bị đặt thì trở lại với vụ kiện của Vương Phạm và Phiêu Đồng thì Phiêu Đồng đã đừng có một thời gian hơn một năm trời mà Ali vu khống Vương Phạm uh, Vợ Vương Phạm và gia đình Vương Phạm Và rất là nhiều người khác nữa Thì đến như bây giờ Giờ này thì Vương uh, Phiêu Đồng Đã trả giá Đã từ từ phải trả giá cho những hành động uh, Và những phát ngôn Cũng như là Những việc làm sai trái của mình Đây là cái đóng dấu của thành phố Vancouver Ngày 26 tháng 6 năm 2023 Đã được đăng ký Bản tiếng thệ của Philip Đồng ngày 21 tháng 6 năm 2023, à, số hồ sơ S220548, à đăng, đăng ký tại thành phố Vancouver. Các bạn có thể lên trang web của à, thành phố à, của thành phố Vancouver để có thể download cái bản này với cái giá là 6 đồng của tòa à, tòa thượng thẩm của à, tiểu bang British Columbia. Giữa người đứng đơn là công ty iPad Beauty LLC, uh, Fastball Marketing và Vương Phạm và bị đơn là phi đồng, phi đồng. Uh, đây là bản tuyên thệ uh, phải khai đúng sự thật của uh, đồng sĩ Phùng đất có tên uh, là phi, uh, Philip đồng. À, tôi à, là Philip Đồng, YouTuber sống tại thành phố à, Aberfort, à, British Columbia, à, tuyên thề về những cái lời nói sau đây. Tôi là bị đơn và tôi à, đưa, à, đưa ra những thông tin và những tôi, tôi là những cái thông tin tôi đưa ra là hoàn toàn chính xác. Tôi à, với giấy tờ của Việt Nam, à, căn cứ của Việt Nam và tôi sinh ra vào ngày 14 tháng 7 năm 1969 tại Đà Nẵng Việt Nam. 1969 như vậy là năm nay là năm à, 2023. À, như vậy là phiêu đồng đến à, năm nay cũng đã 50 à năm 23 thì năm nay thì cũng đã 50 50 56 tuổi đó bạn, 56 tuổi so với Vương Phạm thì Vương Phạm quá trẻ, năm Vương Phạm mới 30 mấy tuổi thì Phi Đồng có thể gọi là có thể là gọi là chú hay là có thể sinh ra được Vương Phạm, nhưng mà Phi Đồng lại quá là quá làm gọi là quá xấu xa và đê tiện đến nỗi là chù dập một người một người đáng tuổi con, đáng tuổi cháu mình là Vương Phạm để để nó dẫn đến nỗi mà vương phạm phải đưa ra tòa kia thì điều đó những gì phi đồng làm thì phải trả giá trước cho những hành động của mình à, cho dù anh ta nói là tại Canada hay tại Mỹ là tự do ngôn luận thì tự do ngôn luận ở đâu cũng có giới hạn anh ta phải chịu tránh, chịu trách nhiệm thôi ok tôi uh, lấy bằng đại học uh, uh, bách khoa đà nẵng uh, đà Nẵng City Việt Nam vào năm 1992 uh, đại học bách khoa đà nẵng là một trong những những, những cái trường top ở Việt Nam ở đà nẵng các bạn uh, và cũng top Việt Nam về ngành uh, bách khoa bách khoa vào năm 1992 và tôi uh, có có bảng có bản uh, tuyên thệ lưu về cái hồ sơ tô tốt nghiệp trường dịch uh, tiếng anh uh, cái trường uh, khoa đà nẵng tôi uh, kết hôn với hà na phạm vào tháng 3 năm 2003 2003 và có hai đứa con khi mà tôi lấy và bằng xong á, bằng đại học xong thì tôi xin vào là là được thuê làm vào uh, ngành công nghiệp của Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng làm và sau đó tôi chuyển đến làm cho ngân hàng của đầu tư và phát triển Đà Nẵng Việt Nam chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển của Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng, uh, sau đó đến uh, công ty uh, SM Mobile ở Việt Nam thì là hai cái công ty đầu tiên thì dĩ nhiên là làm trong gọi là con con ông chú cha mới xin được vô các bạn. Thì dĩ nhiên là con ông cháu cha thôi. Từ năm 2009 tôi bắt đầu kinh doanh từ kinh doanh à, ngành à, kinh doanh của tôi là ngành công nghệ thông tin làm thiết kế website, logo banner hay là online marketing cho những khách hàng tư nhân. À, đây là một cái những cái thông tin mà từ những bài báo trừ chính quyền Việt Nam à, trong thời gian này. À, à, đồng Sĩ phụng tức là phiêu đồng, phiêu đồng tức là đồng sư phụng cùng với Hana Phạm đã làm dịch vụ là bán bằng giốm các bạn, bằng dỗm và bằng giả cho những người có nhu cầu để làm làm có dịch vụ đó mà làm rất là nhiều tiền mà trên báo chí việt nam trong báo bị việc tuyệt phong có tăng có đăng bài báo là truy tìm đồng sĩ phụng và hana phạm đó là, là gọi là uh, phạm thì ngọc hân đó bạn Vào tháng 9 năm 2013, tôi đến Canada và lại tiếp tục làm việc trong ngành công nghệ thông tin. 2013 như vậy là đến nay là 2023 thì uh, phiêu đồng cùng với gia đình đến định cư Canada khoảng gần 10 năm. Vào tháng 1 năm 2014 thì tôi chuyển đến thành phố Ottawa, Ontario, Canada và tiếp tục làm việc trong ngành công nghệ thông tin vào đó đứng là có nghĩa là bán bằng giả bạn bán bằng giả làm bằng, giả bằng giả và bằng dỗm tháng 7 năm 2014 tôi chuyển đến thành phố Aberfoss uh, British Columbia uh, con của tôi là Saladong là được sinh ra trong năm nay và tôi làm tiếp tục làm trong ngành công nghệ thông tin một số 10 năm 2015 tôi để ở tên là từ đồng sĩ phụng à, sĩ phụng đồng là phía đồng và năm 2018 tôi trở thành công dân Canada có nghĩa là 2015 là tức là hai hai năm sau khi qua Canada thì à, đồng sĩ phụng đã đổi tên thành Philip đồng và thông thường thì người ta ở mỹ á người ta thường không thường người ta trở thành công dân trở thành công dân thì người ta mới đổi tên các bạn đó là một cái hình thức để mình mình đổi tên cái hợp pháp mà mình mình lúc mà mình mình qua cái, cái quốc tịch mỹ á nhưng mà ở bên bên Cali hay là một số gia đình họ vẫn muốn cho con cháu hay gì đó à, giữ cái tên việt nam để giữ cái truyền thống á thì vẫn giữ cái tên giống như ông chí tạ hay là hay là à, chẳng Trần Thái Văn chẳng hạn họ qua Mỹ không mất là lâu rồi nhưng mà họ vẫn giữ cái tên Việt thì để mà cho trong những cái khu mà nhiều người Việt Nam cũng như giữ cái truyền thống ấy, vẫn giữ cái tên à, cái tên Việt Nam à, năm hai à, rồi tiếp tục nha các bạn À, phiếu đồng như vậy phiếu đồng và quốc tịch Canada được 2018 đến năm nay là được 5 năm rồi và quốc tịch Canada được 5 năm. Và một số 11, khi mà đại dịch Covid-19 thì tôi bắt đầu làm YouTube cũng như là vận hành cái kinh doanh về công nghệ thông tin từ năm 2021 à, cái thu nhập của tôi đến hầu hết từ kênh YouTube và trả hàng tháng như vậy là <laughs> phiêu đồng cũng là nông cũng ra cũng bị cái hoạn này cũng từ ra từ cái đại dịch Covid-19 cũng giống như bà Nguyễn Phương Hằng hay là rất nhiều người trong cái đại dịch cũng kiếm được tiền. Bà Hằng thì không kiếm tiền từ YouTube nhưng mà phi đồng à, kiếm tiền YouTube nhưng mà anh ta cũng trả giá vì những à, việc làm mà mà lị bu khống những người khác. mục số 12 vào 17 tháng 6 năm 2023. À theo yêu cầu của luật sư của tôi á là Sunderland, tôi đã đưa cái à, à những cái à, báo cáo thu nhập của à hàng năm tại Canada của tôi à, cho à, luật sư của tôi đưa ra tòa án. Và mục số 13 là tôi cũng à dự đưa à cho à tòa án um, những cái à về cái tài bất động sản vì những cái sở hữu bất động sản từ thành phố Alpha năm 2023 cùng với vợ tôi, nhà của tôi. Thì à chúng ta thấy là khi mà phi đồng phải bồi thường 200.000 200.000 đô la 200.000 đô la của Canada thì anh ta anh, anh ta nói trên mạng là anh ta không có tài sản thì không sao hết rồi gì đó, là gì đó đó là chỉ có trả hai ba đồng một tháng vậy đó thì bây giờ anh ta nó phải trước hết thì anh ta phải chịu trách nhiệm là khai báo tất cả tài sản của anh ta những cái tài sản mà nếu mà vương phạm đã kiện phiếu đồng trước cái việc tẩu tán tài sản thì những cái tài sản mà anh ta tẩu tán thì nó không hợp lệ và vương phạm luật sư vương phạm có thể lấy những cái tài sản đã trong cái thời gian mà trước khi kiện các bạn thì không thể trong hệ luật của Mỹ hay Canada gì đó khi mà bạn bị kiện đó mà bạn đầu tán tài sản là nó là bất hợp pháp một số 14 tôi là người cung cấp tài chính chính cho gia đình để khi mà ngày sinh đứa con của chúng tôi đứa con trai chúng tôi là daniel Dan, vào năm 2003 mặc dù anh ta con tôi chúng tôi à, đi đi học ở trường thì anh ta con chúng tôi cũng làm việc để support ra để để hỗ trợ cho chính à, con chúng tôi thì à, đây là um, điều số 15. à, tôi không có bất kỳ à, cái à, cái vi phạm pháp luật nào à, trong bất kỳ cái nước nào có nghĩa là chỉ có hai nước là những cái nước mà anh ta ở đó là việt nam và canada riêng ở Việt Nam thì có các có, có lẽ là anh ta đã anh ta đã à, có những hành vi vi phạm pháp luật nhưng anh ta đã cao bậy cùng gia đình đã cao chạy xa bay trước khi bị pháp luật Việt Nam sờ gáy. À. Một số 16. tôi bị những à, Vấn đề sau đây à, khi mà à, à, cái lệnh à, kháng chống tòa à, kháng à, vi phạm mà chống tối tòa án á thì à, tôi bị những cái vấn đề sau đây à, là mất ngủ vì phải à, à, sợ phải mất cái cái nhà vì những cái chi phí về à, luật pháp. À, thứ hai là tôi phải trả à, lệ phí gần 60.000 Mỹ Kim à, 60.000 đô la Canada cho ông luật sư của tôi là Sutherland và tôi còn uh, nợ thêm nợ những cái phi khác trong trong uh, sắp tới nữa trong thời gian sắp tới nữa đây các bạn đây là thông tin mà hoàn toàn chính xác các bạn mà phi đồng đã tuyên thệ ca khai trước đòi luôn á nếu những ai mà những fan cuồng của phi đồng mà không tin nữa thì bó tay ha tôi đã bị bắt từng bị bắt nơi công cộng với vợ của tôi và con gái của tôi vào ngày 29 tháng 10 năm 2022 vào ngày thứ bảy rất là vào, vào vào cuối năm trước các bạn khi mà bị sáu cảnh sát hoàng gia Canada Chặng bắt và bị giam đến 2 ngày các bạn. Và bị à, bị, à, bị còng tay. Rồi được đưa ra tòa vào ngày 31 tháng 10 năm 2022 và được thả ra với điều kiện là phải nộp lại cái passport vào ngày 22 tháng 11 năm 2022 và được à, giữ bởi ông à, luật sư Sunderland cho đến nay do vậy cho là tôi không thể à, không thể tôi không thể đi ra khỏi à, khỏi được cái à, tiểu bang Columbia để thăm gia đình và bạn bè có nghĩa là không thể ra khỏi cái 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 bang Colombia nữa các bạn cái từng nói là đi ra khỏi canada đây là à, trường hợp đầu tiên tôi ra trước tòa của một bất kỳ một cái nước nào nước nào ta chưa từng ra tòa và đây là một và đây là lần đầu tiên tôi bị bị tù cho bất kỳ lý do nào đó các bạn đây là uh, phiêu đồng đã tự khai và đã tuyên thệ các bạn là ta, ta đã bị tù nên uh, anh ta nó không bị tù hay là bất kỳ những cái fan cuồng của nào phiêu đồng nói là đây là những xong thông tin dấu trá thì đây là những đây chính là cái bằng chính xác thực nhất để chứng minh rằng phiêu đồng đã bị tù À, bị tu và bị à, phạt 200 000 đô la cả ra Rồi ra các bạn à, Cái tội mà đem vũ khí ra đây dọa à, Khoe súng Rồi bắn Rồi à, khoe súng Rồi đi à, à, hâm người này hâm người kia Gọi là hâm phương phạm Hâm bất kỳ người nào à, dẫn đến việc là ngày 20, ngày 29 tháng 10 đến 31 tháng 10 năm 2022 à, phía đồng được à, thông báo bởi vợ và người hàng xóm là khi lúc này anh ta trốn ra khỏi nhà để đi gọi là đi giống như là vô gia cư các bạn vì ta biết là cảnh sát theo dõi và đưa chắc đòi đó thì có khoảng 20 cảnh sát à, đặc biệt là đặc nhiều các bạn đó đặc nghiệp là đến nhà tôi để à, ra soát vũ khí à, trong 3 giờ và lấy đi tất cả những súng ống và à, bằng giấy phép à, súng ống đó đó kinh khủng các bạn đó đây là những cái tuyên thệ và những cái lời khai của phi đồng nên không thể nào gọi là à, không chính xác được đây là các bạn có thể lên trang web của À, tòa án của British Colombia nha. rồi thứ bảy tôi tuyên thệ cái là lời uh, tuyên thệ này cùng với những cái bằng chứng khác là uh, là đúng sự thật. đó đây là những lời khai của phi đồng. đây các bạn đây là chữ ký của phi đồng đó. chữ ký phi đồng Philip đồng tuyến Tuyên thệ trước tôi tại à, thành phố của New à, Westminster, à, địa bang British Columbia vào ngày 21 tháng 6 năm 2013 Đó. Còn ủy ban của à, tuyên thệ là cái người ký tên này. Đó. Còn cái bên phải là Philip đồng tức là đồng sĩ phụng. Đây là tất cả những cái bằng chứng là việc à, phía đồng ở tù và bị đền bù 200 ngàn Mỹ kim, Canada uh, là hoàn toàn chính xác và phi đồng đã phải trả giá cho những cái vu khống mạ lì của mình đối với những người khác trong đó có Vương Phạm gia đình Vương Phạm và rất là nhiều, rất là nhiều khác là nhiều khác như là uh, như là chị của chị Minh của IO hay là Kiều Ngọc Bôn Sa thì một ngày đó thì uh, thì phiêu đồng nếu không chấm dứt thì sẽ có thể là sẽ càng nặng hơn thật mà thôi Còn cái chuyện mà Việt Di Chú à, Làm một cái clip Nói là Việt Di Chú mời Youtuber phiêu đồng Trên chủ đề về Vương Phạm Thì rõ ràng nếu mà chủ đề Vương Phàm Phiêu đồng đồng ý lên Tranh luận à, Vị chủ đẳng rằng lên cùng với phiêu đồng Tranh luận về vấn đề Vương Phàm Tại sao anh ta có thể ngu ngốc Đến nỗi mà à, Ngu ngốc mà đến nỗi là mà lị vô khống à, những người khác như Vương Phạm à, cho đến nỗi mà anh ta bị kiện, cho dù anh ta lên GoFundMe phun là anh ta thu nhập mà anh ta Đấy được rất nhiều tiền, thì nhưng mà anh ta trả giá, anh ta trả giá còn cái tiền trả giá của anh ta còn gấp đôi cái tiền mà anh ta lừa gạt khán giả của anh ta, lừa gạt cộng đồng mạng và việc à, vị chú à, mời phiếu đông lên trên đầu cho Vương Phạm thì chắc chắn là À, điều đó khó có thể xảy ra vì không có việc tự do ngôn luận của bạn tự do ngôn luận ở đâu cũng vậy thôi cũng phải có giới hạn mức độ và không được mà lị vu khống không đưa ra những cái bằng chứng mà chỉ đưa ra những cái bằng chứng giả hay là cắt ghép để à, để mà lị vu khống người khác là một cái hành vi không thể chấp nhận được và phía đồng đã và đang trả giá cho điều đó và người bạn của anh ta Nguyễn Tiến Dũng cũng sẽ trả giá cho điều đó trong một tương lai rất gần. Xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi Vị Chú TV. Xin chào tạm biệt.